chào các bạn đi. Hôm nay là mình dẫn mấy đứa nhỏ đi công viên nước nha mọi người. Mình ở Hậu Giang, đây là công viên nước tại thị xã Ngã Bảy. Cái công viên nước này nó cũng mới mở ở gần đây thôi. Trước đây thì mình toàn đều ở gần thì mình đi toàn là đi hồ bơi, tập bơi cho mấy bé thôi. Chứ mình mấy bé cũng chưa đi công viên nước bao giờ. Vì cũng mới mở gần đây thôi cho nên khá là sạch sẽ. Và mình thấy là các em nhân viên ở đây khá là thân thiện, dễ thương lắm. Áo phao thì được lấy miễn phí nha mọi người. Vì tuổi thơ con chỉ có một lần cho nên mình muốn dành thời gian rảnh để dẫn con đi chơi cho biết đây đó. Và những trò chơi mà con thích, những trò chơi mà con muốn trong khả năng mà mình có thể làm được. Ở đây thì nó khá rộng rãi. Nó có hai khu, một khu thì dành cho trẻ, những trẻ nhỏ giống như con mình nè, cho tới 5-6 tuổi. Những trẻ mà dưới 12 tuổi á, là mình thấy khá là an toàn. Tại vì nước á, thì nó khoảng không tới đầu gối nữa. Nó có nhà hơi để mình trượt nữa nè. Phun nước, có những giọt phun nước thì nhìn nó rất là đẹp. Ở đây thì nó khá là an toàn, mình rất là thích luôn. Đặc biệt là những cái cầu thang mà để mình đi lên đi xuống dưới nước á, thì những chỗ khác mình đi là cái nhược điểm của nó là bằng cái nóc, đi bước lên bước xuống là trơn trượt dễ té luôn á. Còn bên đây thì nó có những miếng điểm xốp giúp cho mình bước lên mình không bị trượt té. Khu bên đây thì dành cho trẻ trên 1m2 trở lên. Mà nếu mà trẻ nhỏ thì phải có ba mẹ giữ theo cùng thì người ta mới cho qua. Em bé của mình thì đi hồ bơi cũng được nhiều lần rồi cho nên là khá là dạng. Nhưng mà lúc nào mình cũng phải theo em để mà ẵm, để mà coi em có cẩn thận, coi em có bị sặc nước không. Em thì chỉ bơi được khi mà ôm phao, ôm những cái phao nổi thôi. Chứ em chưa có lội, tự lội được. Cho nên lúc nào mình cũng phải theo dõi em hết, chứ không có lơ là được. Ở đây có những cái phao, những cái đồ chơi là miễn phí nè. Mình có thấy là có hơn 10 cái phao luôn. Nhưng mà do là chắc sáng giờ là có nhiều bạn chơi rồi, cho nên nó xẹp một số rồi, chỉ còn được một số là nó nổi lên thôi. Lúc trước nhìn ở ngoài, nhìn vô thấy tưởng có một cái hồ bơi rồi. Bây giờ cảm thấy rộng rãi rồi. Cái đứa nhỏ chân đi chán rồi thôi, tiếp tục coi bên đây. Thì con đang có được cái hồ trượt, nhìn thấy cũng khó là hết rồi. Thì nó cũng nhận đòn nhỏ nhỏ, nhưng mà vì thì an toàn của đứa nhỏ thôi. Cái đứa nhỏ này thì cũng sợ. Ê, cười ra. Làm gì vậy? Đi qua mẹ đi. Đi qua mẹ tuột đi. Các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Thời gian tới thì mình sẽ ra nhiều thường xuyên hơn và đều đặn hơn.